của cái quán chay. Đó, bây giờ mình mời các bạn cùng đi với mình để tham quan tiếp cái khu vực xung quanh nhé. Ở đây là một cái quầy bán rất là nhiều các cái sản phẩm chay nha các bạn, các loại bánh rất là đặc biệt của Đà Lạt. Đây là trà túi lọc Atiso nha các bạn. Đó, và rất là nhiều các loại chai, món chai. Kính thưa quý vị và các bạn, kênh An Giang ngày nay tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn cái vlog hành trình về quê hương Đà Lạt của anh Philip Phạm đó các bạn. Đó thì mình giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn một cái nhà hàng chay nha quý vị. Đó, đây là cái nhà hàng chay, cái cơ sở 2 của cái nhà hàng chay Hoa Sen nha các bạn. Đó, nó nằm ở cái khu vực của đường Nguyễn Văn Cừ ở thành phố Đà Lạt. Ở nơi đây có rất là nhiều các cái món ăn chay cho người dùng tương đó các bạn. Đó, rất là tuyệt vời nha. Đó thì mình mời quý vị và các bạn cùng mình tham quan những cái sản phẩm, những cái món ăn và tham quan bên trong cái nhà hàng như thế nào nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đi với mình. Thưa quý vị và các bạn, cái nhà hàng chay Hoa Sen ở đường Nguyễn Văn Cừ đó các bạn, số 43 Nguyễn Văn Cừ. Đó, bọn mình thấy là cũng có rất là nhiều các cái món ăn chay. Trước tiên là mình thấy có cái món chè nóng 5.000 nha các bạn và 15.000. Chè thập cẩm rất là nhìn rất là hấp dẫn. À, còn ở bên tay trái mình thấy là có bánh mì nè, bánh bao rất là ngon nha các bạn. Để mình vào mình xem và thưởng thức những cái món ăn của nhà hàng chay nha các bạn. Mình thấy là cái khung cảnh của nhà hàng chay Hoa Sen cũng rất là ấm cúng nha các bạn. Rất là đặc biệt nha, chè thập cẩm chay nha các bạn. Ở các bạn, đây là những cái loại thạch nè và đậu của cái món chè thập cẩm đó các bạn, chè Thái đó, mình thấy rất là ngon nha các bạn. Ở bên kia mình thấy là một cái quầy bán rất là nhiều cái thực phẩm chay rất là tuyệt vời nha các bạn. Đó, nếu mà có dịp các bạn dùng tương đó, dùng chay đó, cũng nên tới đây để mà chọn cho mình những cái món ăn dưới nha các bạn. Đó, có rất là nhiều các loại bánh, bánh ít nè, rồi gỏi cuốn nè các bạn. Đó, bánh da lợn. Đó, có rất là nhiều các loại bánh của món chay nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái khung cảnh của nhà hàng cũng được bố trí rất là hợp lý. Những cái dãy bàn ghế được sắp xếp rất là hợp lý đó các bạn, rất là đẹp nha. Ở đây mình có thấy có rất là nhiều khách tây
khách Tây tới người ta dùng vegan nha các bạn, cùng mấy cái món chay đó rất là đẹp. Các cô gái nước ngoài rất là đẹp nha, mình thấy có rất là nhiều người nước ngoài tới đây để dùng bữa đó các bạn. Và cái không gian nơi đây cũng rất là thoáng đãng. Phía bên trong được bố trí một cái bức tranh rất là đẹp và cảnh đồng quê và hình ảnh của hoa sen rất là tuyệt vời các bạn, rất là đặc biệt. Cái cách bài trí và sắp đặt ở nhà hàng đó rất là đặc biệt nha các bạn. Đây là cái quầy nước nha các bạn. Đây là cái quầy nước, mình thấy cũng rất là sạch sẽ, quán chai rất là sạch sẽ các bạn. Cái khung cảnh, cái không gian xung quanh này á, mình thấy là rất là sang nha các bạn, rất là tây. Ở phía dưới á, mình thấy là lót gỗ nha các bạn, đó, lót gỗ công nghiệp. Đó, theo mình biết là cái gỗ này là gỗ của Đức nha các bạn. Rất là tuyệt vời cái khung cảnh của cái quán chay. Bây giờ mình mời các bạn cùng đi với mình để tham quan tiếp cái khu vực xung quanh nhé. Ở đây là một cái quầy bán rất là nhiều các cái sản phẩm chay nha các bạn, các loại bánh rất là đặc biệt của Đà Lạt. Đây là trà túi lọc Atiso nha các bạn. Đó, và rất là nhiều các loại chai, món chai. Rồi mình tiếp tục mời các bạn đi lên cái lối đi cầu thang này nè, để mà lên cái tầng lửng để xem coi cái khung cảnh bên trên này như thế nào. Ở đây là cái buổi ăn trưa của bọn mình nhé, thì sẵn tiện mình có ghi lại những cái hình ảnh của một cái quán chay ở Đà Lạt đó các bạn. Đó thì cái không gian trên đây mình thấy nó cũng là rất là rộng rãi nha các bạn. Ở phía bên trên rất là rộng rãi. Thường thì những cái quán chay thì nó rất là đông đúc vào những cái dịp mà rằm đó các bạn, và những cái dịp mà ngày cúng của Phật giáo. Cái khung cảnh cũng rất là rộng rãi ở trên cái tầng trệt nha các bạn. Đây là cái khung cảnh mà phía trên đó các bạn, phía trên cái tầng lửng của nhà hàng chay mà mình nhìn ra bên ngoài đó các bạn. Rất là có cái không gian nhìn ra rất là thoáng đãng. Thì đây là cái tầng lửng của nhà hàng chay nha các bạn. Đây mình có thể mình ghi hình xuống phía dưới đó các bạn. Cái không gian đây cũng rất là lịch sự và mát mẻ nha các bạn.
nó tạo cái cảm giác rất là thoải mái cho thực khách khi đến đây dùng những cái món chay rất là thanh tịnh. Bây giờ mình mời các bạn đi xuống phía dưới, đi xuống phía dưới để mà dùng bữa với bọn mình nhé. Có rất là nhiều món chay để mà các bạn có thể dùng ở nhà hàng chay đó các bạn. Thưa các bạn, đây là cái khung cảnh của cái buổi ăn trưa của nhóm mình đó các bạn. Thì khi mà lên đỉnh Lang Biang đó các bạn, bọn mình có 5 anh em chụp trên một cái chiếc xe tắm ơi, đưa tắm ơi, chiếc xe của trên đỉnh Lang Biang đó các bạn. Mình thấy cái tấm hình này rất là tuyệt vời nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Các bạn thấy là những cái chú lính này á rất là coi như là rất là oai dũng nha. Rất là oai dũng. Lính này nào anh? Sắp sửa đi tác nghiệp đó các bạn. Tác nghiệp bằng gimbal nha các bạn. Đó sao tự của mình nói cho nói. Tác nghiệp bằng gimbal. Khó chịu bình tĩnh. Rất là tuyệt vời. Mình có thể nói là đây là một cái chuyến đi rất là nhiều kỷ niệm đối với 5 anh em của nhóm mình đó các bạn. Thì mình xin kết thúc cái vlog tại đây. Thì xin các bạn xem video có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới video nhé. Và đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh, đồng thời like, chia sẻ và góp ý để mình có thể làm tốt hơn những cái vlog về giới thiệu những cái điểm đến, những cái điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam khi mà mình đi có dịp đi qua đó các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở cái vlog tiếp theo nhé.